Băng tấn thượng lưu Mai có một sói tỷ với nhan sắc như báu vật, với tình yêu bách hợp khiến fan mê tít. Từ xưa tới nay, những câu chuyện tranh đấu gây cấn xoay quanh giới thượng lưu luôn là một đặc sản không thể thiếu của truyền hình Hàn Quốc. Sau thành công vang dội của loạt bom tấn đình đám Sky Castle, The World of the Married hay gần đây nhất là Penthouse, cứ ngỡ rằng khán giả đã chán ngấy thể loại này rồi. Ấy vậy mà Mai, tự việc là sở hữu, đã chứng minh điều ngược lại khi liên tục lọt top phim truyền hình hot nhất tuần dù chỉ mới phát sóng 4 tập. Điều gì đã khiến Mai được yêu thích đến vậy? Cùng tìm hiểu nhé! Mai xoay quanh gia tộc thượng lưu Hyo-won tại Hàn Quốc với nhân vật trung tâm là hai người phụ nữ, dâu cả So-hyun cùng dâu út Hee-soo. So-hyun do Kim So-hyun đóng, là một nữ doanh nhân thành đạt, sống lý trí và có xuất thân trăm anh thế Việt, chẳng kém gì nhà chồng. Trái ngược với chị, Hee-soo do Lee Bo-yeon đóng, từng là một diễn viên nổi tiếng nhưng đã chọn từ bỏ sự nghiệp để an phận làm dâu ngoan trong nhà. Mai đem đến cho khán giả một hình ảnh hoàn toàn khác về giới siêu giàu Hàn Quốc khi để hội chị em phụ nữ lấn át cả cánh đàn ông. Dù là con dâu, So-hyun lại nắm quyền kiểm soát mọi việc trong gia đình. Cô quyền lực đến nỗi cả ba mẹ chồng quái tính cũng phải kiêng nể. Còn Hee-soo luôn cố gắng từng bước phá vỡ những quy tắc, luật lệ cứng nhắc của gia tộc Hyo-won bằng tâm hồn trẻ trung, nhạy cảm của mình. Ngay từ phần giới thiệu, Mai đã khẳng định những người phụ nữ mạnh mẽ và tham vọng sẽ vượt qua định kiến xã hội để tìm lại chính mình. Để trở thành dâu cả của Hyo-won, So-hyun đã phải từ bỏ một mối tình đẹp từ thời niên thiếu. Qua dòng hồi ức của nhân vật, khán giả không khỏi bất ngờ và thích thú khi biết rằng người yêu cũ của So-hyun là một cô gái. Một phân cảnh bất hợp ngắn ngủi trong Mai thôi cũng đủ khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì độ mạnh dạn của biên kịch. Dù là một đất nước cực kỳ phát triển, Hàn Quốc vẫn khá bảo thủ và có nhiều định kiến dành cho LGBT. Mối tình bất hợp của nhân vật nữ chính So-hyun giống như lời ủng hộ ngầm của biên kịch, đạo diễn cùng dàn diễn viên gửi tới cộng đồng này. Mong rằng trong tương lai không xa, Hàn Quốc sẽ cởi mở hơn để mỗi người đều được sống là chính mình. Hiện tại, Bom tấn 18 cộng Mai đang là phim truyền hình hot hòn hòt, thu hút lượng người xem đông đảo, không kém gì Penthouse, cuộc chiến thượng lưu. Trong dàn nhân vật của phim, không thể không kể đến soái tỷ Kim So-hyun với gương mặt cực sắc sảo quyến rũ, ánh mắt sắc như dao cầu, xén vào trái tim người hâm mộ. Mới đây, ekip phim Mai đã tung loạt ảnh hậu trường mới, khiến người hâm mộ lại được dịp bấn loạn vì vẻ đẹp, quá soái và quyền lực của mỹ nhân họ Kim. Ở lần trở lại này, nữ diễn viên Sky Castle gây ấn tượng với tạo hình mạnh mẽ, mái tóc ngắn đầy quyền lực và đôi môi đỏ quyến rũ hút hồn. Nhìn vào khuôn mặt như tượng tạc cùng lạnh lùng cuốn hút, ánh mắt sắc sảo, khí chất hơn người, quả thật khó để rời mắt khỏi Kim So-hyun. Mai có được báu vật nhan sắc thế này đúng là đáng để mong chờ. Kim So-hyun còn khiến dân tình sốc nhẹ với tạo hình quá đỗi sắc sảo và đầy thần thái. Gương mặt đẹp như tượng tạc của nữ diễn viên có thể khiến người hâm mộ ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ khoe được gương mặt cá tính chuẩn chị đại, ánh mắt sắc sảo và đôi môi đỏ quyến rũ, nữ diễn viên còn lấp ló vòng một căng đầy, càng làm netizen thêm phát sốt.